Hello everybody, welcome to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thể loại 8 game. Các bạn cùng mình gặp phá game đầu tiên nha. Hello, Ice Cream. Let's go. Ông ta đang đi vào trong. Bây giờ thì mình sẽ đột nhập vào. Ok. Let's go. Mình sẽ nhảy sang đường nào. Ok. Các bạn phải trèo lên cái mái này. Bây giờ mình sẽ rửa ông ta. Wow, ông ta leo mình. Oh my god. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game thứ hai, Ice Cream 2. Let's go. Don't play with me, give me the ice cream. Rồi, mình sẽ thua phần giới thiệu của game này đi. Các bạn chơi game này các bạn có thể để giới thiệu và để nhận biết được xem tựa game như thế nào. Đó chính là ông ta bắt cóc con gái này và rốt cô ta vào trong một cái chiếc cũi. Ok. Let's go. Đó, ông ta phát hiện ra mình rồi. Rồi, sau đó thì mình sẽ chạy về xe luôn. What were the ice cream? Không có gì đây. Hello, Swiss. Let's go. Không biết ông ta đâu rồi, nhưng mà mình cứ đi tìm những cái này đi. Chưa có, tìm tiếp. Thank you.
tiếp tục là okay, let's go. Ok, đây là tấm vé là các bạn vào ngôi nhà Joel. Rồi, mình sẽ vào trong này để trao đổi. What's up, Jay? I have a rare piece that I found out there. Surely you know what to do with it. If you bring me something pretty, I'll give it to you. Super cool. Sure. I could do something with this. Go first. Wow, không biết ông ta đâu rồi. Cho ông ta lên trên này thôi. Chuẩn luôn. Is anybody watching? Watching? Ok, mình sẽ trượt dậy này. Let's go. Wow, không biết anh bạn này đang ở đâu. Nhưng trước mắt thì mình sẽ bỏ luôn cái lế vào đây. Let's go. Thank you.
Scene 3. Cinema. Ok. Ông Tao vẫn chưa nhìn thấy mình. Chiếc chìa khóa để cứu cô gái này thoát khỏi cái cũ, sau đó thì mình sẽ xuống dưới nhà dưới xe sức. Ok, mở ra để xuống luôn. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cơn thứ ba. Ice cream ra. Let's go. Không biết có ra phần 4 của tựa game này không. Nếu mà ra phần 4 tựa game này thì chắc phải sang năm. Mình sẽ tua luôn một đoạn này. Ở đây có một khẩu súng điện. Đặt luôn. Ok, let's go. Xuống đi xem tao. Ok. Ông ta đang đi đến bên kia. Xa cho nên ông ta không nghe tiếng mình bỏ món đồ kia xuống. Nhưng nếu ông ta lên trên này, mình sẽ kêu ông ta luôn. Xem cái chòi trên cây này. Một cái chòi rất là đẹp. Rồi sau đó thì mình sẽ lên này gọi cô bé kia về. Cô bé này ở phần 2 các bạn nhé. Cô ta đang đứng ở gần đống lửa và đang trùm bằng một cái cây. Jay, it's you? What happened the other day?
How do you think of jumping with the van running? How? So that was what Charlie wanted to tell me? Where is he? I mean, is he okay? Three. Yes, in the end, I managed to jump at one of the stops. Are the others okay? Two. Oh, it is so nice. We have to do something. Three. Okay, I'll follow you. Let's go. Khi các bạn có một món đồ nào trên tay, các bạn sẽ không phải sợ ông ta làm gì. Vì thế là đi thôi. Xa quá cho nên chắc ông ta không nhìn thấy mình. Rồi, và cô gái này sẽ vào bên trong xe. Và mình sẽ di chuyển đến nơi một nơi, đó chính là Metro Station. Ok, let's go. Và cái mình đang cầm đây, đó chính là một cái thuốc nổ. Mình sẽ phá vỡ cái biển này. Đây là một tấm biển bằng gỗ cấm người đi. 235. Ông ta phát hiện mình đang ở trong này rồi. Đang leo mình. Wow, 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 wow. Chúng mình xin lỗi ta. Yeah, ok. Oh my god. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game tiếp theo, Ice Cream. Play. Level 11 đi. Level 11 ở đây thì là level 10. Ok. Còn lại thì mình sẽ chọn M4 đi. Tiêu diệt những anh chàng Ice Cream. Cái này thì điều khiển nó hơi khó một chút. Wow, một anh chàng ngay gần đây. Rồi, còn hai anh chàng nữa. Tiêu diệt luôn. Một anh chàng cuối cùng. Tận sâu trong này. Ok. Bây giờ mình sẽ vào trong ngôi nhà này. Mở cánh cửa đấy ra. Let's go. Level 12. 11 này, 11 tiếp. Đây vẫn là level 11 chuẩn. Còn vừa lãnh là level 10. AK-47 này. Xem khẩu súng này có khỏe không. Cũng rất là khỏe. Bắn xa thì không được chuẩn lắm. Oh my god. Thôi bắt đầu mình sẽ tiêu diệt hẳn thôi. Ok, chạy tiếp tục. Tiếp tục nào. Rất là đông người ở đây. Rồi, còn hai anh chàng này nữa.
Let's go. Ok. Sau đó thì mình sẽ chạy đến điểm chắc là một ngôi nhà. Ồ, cũng ở trong ngôi nhà này. Yeah. Cái này sắp phòng bên này rồi. Một khẩu nhòm. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ 5. Dark's Agree. Wow, một cánh rất là bé luôn. Còn một cái nữa đó chính là ở đây ngay đây. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Spawn Ice Cream. Wow. Ở đây thì có ba ice cream. Spawn Ice Cream Granny. Đây là một cái gì đó. Nice. Các bạn phải nhìn bản đồ, sau đó đi theo cái bản đồ của mình. Đây rồi. Năm vật lòng. Cho phải đi qua đây. Trong này đúng không ạ? Một chiếc chìa khóa. Mình sẽ mở cánh cửa ra. Level 6, ok. Đó chính là mở cánh cửa ra. Level 7, let's go. Thank you.
Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Ice Cream. Chapter 2. Let's go. Open circuits and go. Rồi, phần này thì mình sẽ phải mở cánh cửa ra. Chiếc chìa khóa. Wow, điều ta rất là hãi luôn. Finn End, ok. Ông ta đi xung quanh đây. Đột nhập. Chưa có muốn ta leo rồi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Frankie Klang. Yeah, let's go. Ở đây thì các bạn xem còn thiếu cái gì không. Cái này các bạn còn thiếu 2 món đồ. Thứ nhất đây, ở đây 3 món đồ tất cả, 4 món đồ. Wow. Đầu tiên thì mình sẽ vào đây, bắt đầu vào khu này đi. Mình sẽ vào trong đây xem còn thiếu cái gì ở trong này không. Khi các bạn đến gần thì nhịp tim của các bạn sẽ đập ngay. Trong này có một que. Oh my god. Wow. Không hiểu sao mình đi nhanh hơn ông ta mà mình vẫn bị bắt với tài chứ. Rồi ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.